Còn TF ơi, em có câu nào cảm xúc cho hành trình cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay không? Không, em thì em không nghĩ là hành trình nữa. Thì em không đi với chị thì em đi người khác. Làm gì để mà tạo phản kìa? Tạo phản. Em còn trẻ mà. Cho em đi chứ bây giờ em còn trẻ mà. Người ta đã cảm nhận của chuyến đi hành trình ngày hôm nay và cảm nhận cả chuyến đi vừa rồi em cảm giác như thế nào? Ai muốn đi với chị? Chị đâu có đâu đi với em đâu. Em có đâu giúp được chị gì đâu mà đi với em. Lũng đụng nội bộ rồi. Sau cái chuyến đi Nhật lần này thì em rất là cảm ơn chị Xí Thanh. Đã rất là chăm sóc em những lần mà em buồn rồi em đau bụng hay là em bị làm sao. Bỏ qua được rồi. Tôi thấy là làm sao chúng ta đừng ai đi với TF hết. Đúng rồi, đi một mình rồi, đi để biết rồi. Như thế nào. Đúng rồi. Đúng không? Tại sao cứ cho đi một mình thôi. Cắt cái suất của nó để cho tụi mình đứng. Đúng rồi. Nhưng mà TF giới thiệu về chuyến đi cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì em và chị Sĩ Thanh sẽ đến một cái địa điểm rất là cực kỳ đặc biệt mà em nghĩ là cái văn hóa kiểu như này chỉ có ở Nhật Bản mà thôi. Mà em nghĩ em không biết tả như nào nữa. Thế là mời mọi người xem clip. Rồi dễ thương quá. Quán cà phê này rất là dễ thương mọi người ơi. Những cái bạn phục vụ hay mặc bộ đồ rất là dễ thương mà điển hình của Nhật Bản luôn. Mà đây hồi nãy là cái cô phục vụ đó là cái hình thức mà chào khách nước ngoài tới là 1, 2, 3 cái thổi hay là cái nến là điện. Oh my god. Sẽ có một bài hát rất là cute. Tin tin là Oishi kumare Miu miu. Mọi người ơi, bây giờ trong những cái món này sẽ có một cục sẽ rất là cay. Mà ai ăn cái chúng cái cục cay thì người đó sẽ được mặc cái bộ đồ dễ thương. Hy vọng là em sẽ ăn được chúng cục cay để mặc bộ đồ đáng yêu. Mommy thích. Em nghe thấy, ngửi thấy cay rồi. Ăn mặc. Cay gì? Trong mấy cái cục đó sẽ có một cục rất là cay.
gái mời em. Nhổ ra, nhổ ra. Sẽ thật biết cái mùi ở trong đó là mùi quá sức kỳ. Quý mùi của quên. Vô. Nhưng mà sẽ anh mặc bộ đồ rồi bình thường rồi. Thế cho tiếp mặt nó mới vui. Bây giờ thì ngồi thưởng thức thôi. Gái lắm đi á mà không dám quá nhìn luôn. Là cái quán cà phê này rất là đặc biệt, sao mỗi lần mà có khách vô, đặc biệt là khách nước ngoài vô là làm rất là nhiều thủ tục như vậy, giống như là nên mọi người khi mà bước chân vào là sẽ hiểu không phải là mình chỉ ăn uống thôi, mình còn được chơi những trò chơi rất là dễ thương, hát hò cùng nhau, nhảy cùng nhau luôn, là những bé mà phục vụ đó sẽ làm tất cả mà rất là dễ thương đáng yêu. Không, nhưng mà ý là mấy cái món ăn đó nó có đặt cái quán, ủa cái quán đó nó có đặc biệt. Nó có menu hẳn luôn, mình muốn chọn gì mình chọn, mình ăn kem gì thì mình chọn thôi. Cũng nó có đặc biệt hơn so với những cái chỗ khác không hay là cũng y chang? Bản thân em ăn thì em thấy nó cũng không bình thường. Không khác gì. Nó chỉ khác đấy là nó cái không khí nó tạo ra. Cái mỗi cái món ăn nó trang trí á đều rất là cute, rất là dễ thương thôi. Có nghĩa là anh khi mà anh đi Nhật được vài lần á thì anh có hiểu được người Nhật một xíu, có nghĩa là họ làm việc quá căng thẳng. Chính xác. Cho nên khi mà họ vào trong những quán như thế này, họ cần cái sự vui nhộn khuấy động làm giảm stress. Vậy là đối tượng của cái quán này không phải chỉ những người trẻ mà là cũng có những anh chàng đi làm. Tất cả luôn. Đúng rồi, tất cả. Tất cả ai cũng có thể. Tao đâu có nghiêm cấm ai đâu. Nhưng mà em cũng không biết là khách đến đấy thì có bị chơi cái trò như em không? Chắc chắn là có, tại vì đó là những cái mà người ta sẽ được không giảm stress. Không phải là bị đâu nha, mà người ta thích như vậy. Muốn như vậy hả? Em nghĩ vậy. Không, nhưng mà em nhìn thấy có một cái điều nhảy rất là dễ thương là cầm cái đèn phát sáng xong rồi muốn quạt rất là nhanh.
Em nhớ cái gì không? Làm lại xem nào. Em đâu làm được đâu. Như là đại khái là cầm này xong rồi. Mà thấy đi rất là nhanh luôn á. Nhưng mà đi rất là nhanh, đi tay nhiều cánh quạt. Người ta không có đi lại sờ ngầu đâu, người ta rất là rõ ràng luôn. Rồi, ông tiếp.